Quý vị thân mến, tháng 4 năm 1975, trước đà tấn công như vũ bão của quân giải phóng, từ Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu trong cơn bi quẫn đã gửi thư tới ông chủ Nhà Trắng lúc đó là Gerald Ford xin vay nợ vì tự do để tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ đã bác bỏ yêu cầu này và Nguyễn Văn Thiệu đã bắt buộc phải từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thiệu đã không tiếc lời công kích chủ cũ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo. Trước đó, sau cuộc đảo chính anh em Ngô Đình Diệm vào năm 1963, người Mỹ đã cân nhắc đánh giá thế nào mà lại chọn đưa Nguyễn Văn Thiệu ngồi vào ghế Tổng thống đệ nhị Cộng hòa. Mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây để có câu trả lời cho vấn đề này. Vào năm 1965, Đại tá không quân Nguyễn Cao Kỳ đã trở thành thủ tướng của chính quyền thứ 9 được thành lập tại miền Nam Việt Nam trong vòng 20 tháng. Hội đồng quân lực đã chọn ông Kỳ làm thủ tướng vào ngày 11 tháng 6 và tướng Nguyễn Văn Thiệu được chọn vào vị trí quốc trưởng tương đối hữu danh vô thực. Sau khi được thăng lên hàm trung tướng trong không lực Việt Nam Cộng Hòa còn non trẻ, ông Kỳ trở thành một trong số các sĩ quan lên nắm quyền vào đầu năm 1965 để chấm dứt tình trạng hỗn loạn sau vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm hồi tháng 11 năm 1963. Ngay khi được chỉ thị làm thủ tướng, ông Kỳ đã có những bước đi nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang. Ông cũng tiến hành những cải cách cấp bách liên quan tới vấn đề đất đai, các chương trình xây dựng trường học và bệnh viện, cũng như kiểm soát giá cả. Thêm vào đó, Kỳ cũng phát động một chiến dịch với sự ủng hộ rộng rãi nhằm loại bỏ các quan chức tham nhũng. Cùng lúc đó, ông ta cũng tiến hành hàng loạt động thái trấn áp, bao gồm cả lệnh cấm báo chí. Năm 1966, các Phật tử, một trong nhiều các phe phái chính trị yêu cầu Kỳ từ chức và nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khắp các thành phố. Những cuộc nổi loạn sau đó đã bị dập tắt bởi đàn áp từ phía chính quyền và việc thiếu đi sự ủng hộ dành cho Phật giáo trong số những phe phái bất đồng quan điểm trong quân đội. Ông Kỳ vẫn tiếp tục nhiệm kỳ cho đến cuộc bầu cử năm 1967 khi trở thành Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Còn ông Thiệu thì trở thành Tổng thống. Sau khi mãn nhiệm kỳ 1967-1971, trung tuần tháng 6 năm 1971, ông nạp đơn ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 1971-1975. Đứng chung liên danh với ứng viên phó là luật sư Trương Vĩnh Lễ, cựu chủ tịch Quốc hội lập pháp thời đệ nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 8, ông rút đơn không tranh cử nữa. Sau khi rút lui khỏi vòng bầu cử của Tổng thống năm 1971 với những tố cáo công khai rằng đó là một trò hề chính trị, ông càng ngày càng xây dựng hình ảnh bản thân như là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến gay gắt nhất đối với phe cầm quyền. Ở kỳ bầu cử Tổng thống lần này, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương là liên danh tranh cử duy nhất với kết quả chung cuộc là họ giành hơn 90% số phiếu bầu. Trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành, tướng Dương Văn Minh, người mới trở lại Việt Nam sau vài năm lưu vong, cũng tuyên bố rút lui. Mặc dù trước đó cũng tham dự cuộc chạy đua, rốt cuộc tướng Dương Văn Minh cũng quyết định từ bỏ cuộc đua nữa sau khi tham khảo ý kiến của một số người, trong đó có Phạm Xuân Ẩn. Nguyễn Cao Kỳ sau đó chỉ được biết đến với cấp bậc trong không quân của mình. Dù làm thủ tướng sau đó nhưng tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn tiếp tục ở trong căn cứ không quân như cũ thay vì chuyển đến một khu công thự dành cho mình theo cương vị mới. Đó là một nhà lầu 3 tầng cách Dinh Độc Lập không xa, khá thuận tiện. Song ông chỉ dùng nơi ấy làm văn phòng. Tại đó có sẵn bếp, người phục dịch và phòng ngủ để ông có thể chiêu đãi hoặc ngủ lại khi công vụ bề bộn. Nguyễn Văn Thiệu là người con thứ 8 trong một gia đình có cha làm nghề đi biển và lo chuyện ruộng đồng tại làng Chi Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nay là xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Một số tư liệu cho rằng Thiệu sinh ra vào ngày 5 tháng 4 năm 1923, tuy nhiên cũng có nhiều giả thuyết khác nhau về ngày, giờ và năm sinh của ông ta. Những định kiến và những suy diễn dị đoan rất quen thuộc với chính trường Sài Gòn cũ đã càng làm tăng thêm sự rối lẫn xung quanh những dữ kiện này. Gia đình Nguyễn Văn Thiệu theo đạo Công giáo, tuy không thuộc loại giàu có nhưng cũng tương đối khá giả. Tên thánh của vị tổng thống tương lai trong chế độ Sài Gòn cũ là Martino. Thiệu từng học tiểu học và trung học ở Phan Rang và không học giỏi. Ngay từ bé, Nguyễn Văn Thiệu đã bộc lộ rõ tính khí lầm lì và đa nghi. Hết lớp 9 ở quê nhà, ông đã lên Sài Gòn để học nghề ở trường kỹ thuật Đỗ Hữu Vị, sau đổi là trường Cao Thắng, rồi lại nhảy sang học ở trường hàng hải dân sự.
Tháng 12 năm 1948, Nguyễn Văn Thiệu đã vào học khóa sĩ quan trung đội trưởng tại trường sĩ quan đập đá ở Huế. Tốt nghiệp trường này vào tháng 6 năm 1949, Nguyễn Văn Thiệu với quân hàm thiếu úy đã tham gia binh nghiệp trong lực lượng người Việt trong quân đội Liên Hiệp Pháp và đã được cử tới khu vực miền Tây Nam Bộ. Ở đó có lẽ ông ta cũng đã sớm bộc lộ khá rõ sự hung hăng và trung thành với mẫu quốc nên đã được chọn đi thụ huấn ở trường sĩ quan căn bản bộ binh tại Côte Cuden, Pháp. Trong thời gian trước năm 1954, là một sĩ quan trong cái gọi là quân đội quốc gia của chính quyền do thực dân Pháp dựng lên, Nguyễn Văn Thiệu đã cầm súng chống lại nhân dân ta ở nhiều nơi trong nước, cả ở Hưng Yên. Năm 1952, sau khóa đào tạo tiểu đoàn trưởng và liên đoàn lưu động tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thiệu được điều chuyển cùng với Cao Văn Viên, lúc đó cũng là trung úy, và đại úy Đỗ Mậu về Bộ Chỉ huy Mặt trận Hưng Yên do Trung tá Dương Quý Phan làm chỉ huy trưởng. Tại đó, Đỗ Mậu đã được giữ chức tham mưu trưởng, còn Nguyễn Văn Thiệu giữ chức trưởng phòng 3 và Cao Văn Viên giữ chức trưởng phòng 2. Vốn là người không nông nổi và sớm biết lo xa, ngay trong thời gian đi theo quân Pháp ở Hưng Yên, trước thực tế ngày càng bất lợi cho mẫu quốc, Nguyễn Văn Thiệu đã sớm tính tới nước thay thầy đổi chủ. Trong hồi ký của mình, Đỗ Mậu nhận xét: Thiệu trầm tĩnh khôn ngoan, lại có khả năng về tham mưu, đã từng được đại tướng Pháp De Lignac, tư lệnh chiến trường Bắc Việt, phê điểm rất tốt, thông minh, sắc bén, siêng năng, có phương pháp và tỉ mỉ, sĩ quan hảo hạng, có ý thức tuyệt hảo về tổ chức và bảo mật. Một số người thân cận với Nguyễn Văn Thiệu cũng nhận xét ông ta là người có tính tình rất bình dân, mộc mạc, ăn nói huỵch toẹt theo nếp sống của người miền biển. Đỗ Mậu cũng có một số nhận xét nữa về Nguyễn Văn Thiệu như sau. Có một điều tôi vô ý là dù quen biết Thiệu đã lâu ngày, nhưng mãi cho đến khi nhìn ông Thiệu qua màn ảnh truyền hình, tôi mới thấy được cặp mắt láo liên, biểu hiện sự gian trá và làm cho ông Thiệu trở thành tay gian hùng tham nhũng. Còn đây là nhận xét của Cao Văn Viên về người chiến hữu từ thời trai trẻ của mình khi ông này so sánh Nguyễn Văn Thiệu với Ngô Đình Diệm ở trên cương vị Tổng thống của chế độ Sài Gòn. Mỗi người độc tài theo cách riêng. Ông Tổng thống Diệm duy trì chế độ như một quan lại của thời quân chủ, ông bẩm sinh chống cộng. Còn Nguyễn Văn Thiệu thì theo đường lối độc tài trong dân chủ, vỏ ngoài dân chủ nhưng bên trong thì chi phối cả hai ngành lập pháp và tư pháp, bàn tay sắt trong đôi găng nhung. Nguyễn Văn Thiệu đa nghi tào tháo và không e ngại bàn phát ân huệ để tạo phe cánh và chia rẽ đối phương như ông ta đã làm tại Quốc hội. Ông ta chủ trương làm chính trị là phải lì. Những năm tại chức, Nguyễn Văn Thiệu luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Ngô Đình Diệm. Và đây cũng là lời kể của Đỗ Mậu. Một hôm, Nguyễn Văn Thiệu đã hỏi tôi, theo anh thì cuộc chiến tranh hiện tại sẽ đi về đâu và tương lai Việt Nam sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi có tính toàn bộ và lâu dài, nhưng tôi vẫn xác quyết với Thiệu và Viên là thế nào Pháp cũng bị bại trận và tìm giải pháp thỏa hiệp với Việt Minh. Đất nước sẽ bị chia đôi, nhưng không biết chia ở khu vực nào. Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào Việt Nam để chặn đứng mưu đồ bành trướng của Cộng sản ở Đông Nam Á và Hoa Kỳ sẽ đưa ông Diệm về nước nắm chánh quyền. Thực ra trên chiến trường và trong cương vị sĩ quan tác chiến, Nguyễn Văn Thiệu chưa bao giờ bộc lộ được những năng lực chiến đấu ở mức ít ra là khá khẩm. Trong những tình huống phải hành động, các đơn vị mà ông ta chỉ huy thường hay bị lại nói theo cách diễn tả của Đỗ Mậu, ôm quần mà chạy. Ở cuối giai đoạn của cuộc chiến chống thực dân Pháp, cũng theo lời tường thuật nhiều phần phóng đại theo lợi ích cá nhân của Đỗ Mậu, khi lực lượng Việt Minh tấn công các cơ sở của bọn ngoại bang ở khắp cả nước, trong đó có Ninh Thuận, mảnh đất quê hương của Nguyễn Văn Thiệu, tiến chiếm và tiêu hủy các căn cứ ngoại vi mà Đỗ Mậu nhận là ông ta đã xây dựng để che chở mặt Tây Nam của Bộ Chỉ huy Phan Rang. Trong một trận đánh ác liệt gần Tháp Chàm, khi Nguyễn Văn Thiệu đích thân dẫn một đơn vị tiếp cứu bị Việt Minh phục kích, ông ta đã phải ôm quần mà chạy. Mặc dù những phẩm chất quân nhân của Nguyễn Văn Thiệu vẫn nặng phần hoang tưởng, nhưng trong bối cảnh cụ thể của chính trường Sài Gòn lúc ấy, trong thế bó buộc của đội ngũ nhân sự xuất thân từ lực lượng, đã cam tâm làm tay sai cho Pháp nhưng vẫn còn cơ để thay thầy đổi chủ, Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn là một trong những gương mặt có thể đầu tư được đối với những thủ lĩnh sắp sửa nắm quyền ở đây với sự trợ giúp của ngoại bang. Nói cho cùng thì lý lịch công vụ của ông ta cũng còn hơn rất nhiều kẻ đồng thời. Chính vì thế nên năm 1955, sau khi thực dân Pháp thất bại và phải rời khỏi Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu đã gia nhập cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ chính quyền Ngô Đình Diệm và được xếp vào vị trí chỉ huy của Sư đoàn 1 Bộ binh của quân đội Sài Gòn đóng tại Huế.
Rồi năm 1958, ông ta lại được đưa lên cấp trung tá, giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Những ông chủ mới từ bên kia đại dương tới cũng đã kịp để ý tới viên sĩ quan trầm tính và có vẻ đa mưu Nguyễn Văn Thiệu. Chính vì thế, nên năm 1957, trung tá Thiệu đã được cho đi học một khóa chỉ huy và tham mưu tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong danh sách khóa sinh tốt nghiệp mà học đường quân sự này đã không có tên trung tá Nguyễn Văn Thiệu. Có thể vì một lý do gì đó mà ông ta đã không dự thi tốt nghiệp. Năm 1959, Nguyễn Văn Thiệu cũng được đi tu nghiệp tại trường phối hợp kế hoạch đồng minh ở Okinawa, Nhật Bản. Và năm 1960, trở lại Mỹ học về vũ khí mới ở Fort Bliss. Chính trong những chuyến đi như thế, CIA đã tiếp cận ông ta để tìm hiểu rõ hơn về một con bài có thể sẽ trở thành đắc dụng trên chiến trường Sài Gòn. Nhân vật Nguyễn Cao Kỳ lúc đầu được người Mỹ xem như một nhân vật lãnh đạo trẻ và triển vọng trong nhóm tướng tá mà báo chí Mỹ và Pháp gọi là lực lượng trẻ đang lên. Nhưng sau đó tướng Kỳ mất dần sự tin tưởng của Tòa Bạch Ốc. Nguyễn Cao Kỳ ăn nói bộc trực và khá bạt mạng. Với những ai có cơ hội gần gũi với ông, có thể nhận ra khía cạnh thẳng thắn trong con người của ông. Nhưng so sánh với Nguyễn Văn Thiệu, bình tĩnh, tính toán và nhiều mưu mô, Nguyễn Cao Kỳ bị người Mỹ đánh giá là hời hợt và bốc đồng trong các tuyên bố và hành động. Ông dễ để lộ ra nhiều sơ hở cho đối thủ khai thác. Nguyễn Văn Thiệu là tướng làm chính trị, có một đời sống kín đáo hơn, ăn nói kỹ lưỡng từng lời, còn Nguyễn Cao Kỳ vừa võ biển lại vừa nặng phần trình diễn. Mỹ đã nhận ra họ khó nắm Kỳ hơn là Thiệu. Với Kỳ, họ phải đối đầu trước nhiều bất trắc hơn. Chính vì vậy, cuối cùng người Mỹ đã chọn Nguyễn Văn Thiệu đưa vào vai trò Tổng thống chứ không phải Nguyễn Cao Kỳ. Đó là một mối hận không bao giờ phai của Nguyễn Cao Kỳ đối với người Mỹ. Trong hồi ký không tên của Lý Quý Trung, có đoạn viết về Nguyễn Cao Kỳ như sau. Trở lại giai đoạn Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp, tức là Thủ tướng, có lắm chuyện để kể khi ông mới nhậm chức. Chính phủ Kỳ là chính phủ duy nhất tại Sài Gòn đã ra quyết định đóng cửa tất cả các báo ngày. Lúc đó Sài Gòn có khoảng 40 tờ báo ngày. Đây là lần đầu tiên Sài Gòn trải qua những ngày không có báo. Khi Kỳ cho báo chí xuất bản lại thì chỉ có 12 tờ được cấp phép. Ông Kỳ hô hào, thắt lưng buộc bụng và chống tham nhũng, nhưng đàn em của Kỳ nắm tia cảnh sát ở các quận Sài Gòn, Chợ Lớn là những con cá mập hối lộ và tham nhũng. Mặc dù thế, tướng Kỳ vẫn muốn mình nổi bật trong vai trò chống tham nhũng. Ông đã chọn một mục tiêu cho ý đồ của mình, đó là Tạ Vinh, một doanh nghiệp người Hoa giàu có nổi tiếng ở Chợ Lớn. Theo chính phủ của Kỳ, thì Tạ Vinh phạm tội ăn gian sắt thép ở một công trình xây dựng cho quân đội Mỹ mà Tạ Vinh đã trúng thầu. Sắt thép ăn bớt này được Tạ Vinh tuồn ra Chợ Đen, một pháp trường cát dựng tại bờ tường trụ sở Hòa Sa, nằm bên hông bùng binh chợ Sài Gòn, được chính phủ Kỳ quảng cáo như một biểu tượng chống tham nhũng. Chính tại đây Tạ Vinh đã bị đem ra hành quyết. Tướng Kỳ chống tham nhũng, nhưng mỉa mai thay, ông lại bị chính báo chí Mỹ tố cáo nằm trong danh sách các tướng tá Sài Gòn trước năm 1975 có tham gia vào buôn bán ma túy. Để thanh minh dư luận tố giác này, trong cuốn hồi ký mới nhất của mình, Đứa con cầu tự, ông Kỳ đã kể rằng ông có một người chị ruột lớn hơn ông 10 tuổi, một con cừu ghẻ trong gia đình, tên là Nguyễn Thị Lý, rời Việt Nam sang sống tại Lào từ sau Thế chiến thứ hai. Tại đây, Thị Lý đã trở thành một tay buôn bán ma túy. Ông Kỳ nói, chính do người chị này mà có dư luận cho rằng Thị Lý và tôi cùng hợp tác buôn bán ma túy. Ông Kỳ kể tiếp rằng, trong thời kỳ ông làm thủ tướng, chị ông có trở về Sài Gòn và Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát, nắm được tin này, đã đến phòng trọ của Thị Lý để kiểm tra lục xét nhưng không có thấy gì. Có một thực tế là trái ngược với nhiều tướng lĩnh Sài Gòn giàu có khi di tản ra nước ngoài, tướng Kỳ đã trải qua một cuộc sống thường thiếu thốn về tiền bạc. Nhưng điều đó có đủ chứng minh sự trong sạch của ông hay không? Trong nỗ lực cuối cùng, Nguyễn Cao Kỳ đã phát biểu trước khoảng 6.000 người Thiên Chúa giáo hữu khuynh vào xế trưa ngày 25 tháng 4 năm 1975 về chuyện phòng thủ Sài Gòn rằng ông sẽ ở lại Sài Gòn và chiến đấu cho tới chết. Những kẻ chạy theo Mỹ là hèn nhát. Phụ nữ và trẻ con sẽ được gửi đi đảo Phú Quốc, dân Sài Gòn sẽ ở lại chiến đấu. Ông còn tuyên bố Sài Gòn sẽ trở thành một Leningrad thứ hai, nơi đã cầm cự 900 ngày trong vòng vây hãm. Việc phân phối vũ khí sẽ làm ngay, mọi người nên ở lại Sài Gòn. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như dự tính của ông.
trước sức mạnh của đối phương, hơn nữa nhận thấy tình hình không thể cứu vãn nổi, nên sau cuộc phát biểu, Nguyễn Cao Kỳ đã lặng lẽ đi tới sân bay Tân Sơn Nhất để sắp xếp cho con máy bay di tản sang Thái Lan và đồng thời cũng bí mật ra lệnh cho một trực thăng đến đón mình. Bà Tuyết Mai và các con đã đi Honolulu trên chiếc máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ cất cánh rời căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Sáng ngày 29 tháng 4, từ Bộ Tổng Tham mưu, ông đã dùng trực thăng UH-1 do chính ông lái bay ra hàng không mẫu hạng Midway để di tản ra ngoại quốc, bỏ lại sau lưng những lời thề hứa chiến đấu quyết tử mà ông từng hùng hồn tuyên bố trước đó 4 ngày. Cùng chuyến bay này còn có cả tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1, Đô đốc Harris đưa tất cả sang tàu chỉ huy Blue Riddle bằng trực thăng Mỹ. Đại sứ Martin cũng xuống tàu Blue. Khi sang đến Hoa Kỳ, ông lần lượt định cư qua các nơi Virginia, New Orleans, bang Louisiana, Seattle, bang Washington State, bang California và Houston ở bang Texas. Theo lời tự thuật của ông với báo chí trong những lần trở về Việt Nam, ông kiếm sống bằng cách đi làm thuê trong hơn 10 năm đầu sống trên đất Mỹ. Năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris, Mỹ triệt thoái hoàn toàn quân đội ra khỏi miền Nam. Một thời gian ngắn sau đó, Hoa Kỳ cũng cắt giảm hầu hết các kinh phí viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, khiến khả năng quân sự của chính quyền bị suy giảm nặng. Tháng 3 năm 1975, sau khi Ban Mê Thuật bị quân đội chính quy miền Bắc đánh chiếm và quân đội miền Nam phản kích thất bại, Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra lúng túng rồi quyết định chút bỏ Cao Nguyên Trung Phần. Sai lầm chiến lược đó đã đưa đến những cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi các tỉnh Tây Nguyên và bị quân giải phóng miền Nam tấn công gây thiệt hại nặng. Sau đó các tỉnh duyên hải miền Trung cũng thất thủ. Vài tuần cuối cùng trước khi cuộc chiến kết thúc, ông Thiệu lui vào trong dinh tổng thống ngày càng nhiều hơn, ngày càng ít nói chuyện với các cố vấn hơn, ngay cả với cố vấn cao cấp Mỹ, người mà ông ấy đã duy trì trong nhiều năm hiếm khi thấy ông ấy trong những ngày tháng 4. Trước khi ông từ chức, một quan chức cao cấp Mỹ đã hỏi tổng thống phản ứng thế nào trước những thất bại của quân đội. Ông nói: "Tôi biết nên làm thế nào đây. Khi các lực lượng quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam sắp giành được chiến thắng." Ông từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 75, 9 ngày trước khi Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện, Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay làm Tổng thống. Đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu rời Việt Nam với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phúng điếu tưởng giới thạch. Khi ông rời bỏ đất nước ra đi, khắp Sài Gòn từ dân chúng đến giới báo chí lúc đó xôn xao tin đồn rằng Nguyễn Văn Thiệu đã đem theo 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia ra nước ngoài. Sau đó thì ông đến Anh định cư. Ông sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại và qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Năm 1992, ông ta đã lên tiếng tố cáo sự xích lại gần nhau giữa chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng ít lâu sau, ông ta lại có ý muốn tham gia vào các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc. Điều này đã làm một số người cực đoan tức giận. Còn tướng Trần Văn Đồn nhận xét qua hồi ký của mình xuất bản vào năm 1997 thì ông Thiệu là người thức thời với chủ trương đối thoại với người trong nước. Nguyễn Văn Thiệu chỉ nắm được vai trò chủ chốt trong mối quan hệ Việt-Mỹ sau khi đã trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhất là sau khi ông đã loại trừ được phe cánh của tướng Kỳ và thật sự nắm trọn quyền hành trong tay. Đó là vào năm 1968, cũng là năm bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ. Thời điểm này, sau vụ tổng tấn công Mậu Thân của quân đội Việt Nam, cũng là lúc chính phủ Hoa Kỳ của Tổng thống Johnson bắt đầu thay đổi cái nhìn của họ về chiến tranh Việt Nam. Họ không còn tin tưởng có thể thắng được nữa. Nguyễn Văn Thiệu phản đối sự thỏa hiệp chính phủ Mỹ về văn bản chính thức của Hiệp định Paris bởi trong đó có những điều khoản rất bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người có thái độ cứng rắn với những người cộng sản với lập trường 4-0, không chấp nhận, không thương lượng, không liên hiệp và không nhượng đất cho cộng sản. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Thiệu bị nhiều chỉ trích về khả năng lãnh đạo quân sự cũng như việc hứa hẹn sẽ cố thủ nhưng lại ngầm bỏ trốn. Trong số các chính khách nước ngoài, Henry Kissinger về sau trong hồi ký của mình đã dành những lời rất nặng nề để nói về Nguyễn Văn Thiệu. Mặc dù không phủ nhận rằng Tổng thống Thiệu là một người khôn ngoan, hoạt bát nhưng lại cho rằng Nguyễn Văn Thiệu đã điều hành quốc sự theo một kiểu tàn bạo, sắc láo và ích kỷ, độc ác
với những thủ đoạn gần như điên cuồng khi làm việc với người Mỹ.